Xin chào tất cả các bạn nữa nha. Thì à, đầu video thì mình cũng à, xin phép bạn thì mình nói sơ qua về cái vấn đề mua bán xe nha. Thì à, những bạn nào mà chưa biết cách à, thức để liên hệ qua shop ấy thì các bạn các bạn vào cái phần giới thiệu của kênh này, cái kênh à, shop xe máy cũ này, các bạn vào phần giới thiệu của kênh ấy Thì ở dưới có cái, à, cái dòng chữ xanh xanh là Facebook á, liên hệ Facebook á, các bạn kích trực tiếp vào đó là tự từ, từ đó là nó chỉ chị thắng ra cái Facebook chính của shop xe máy cũ thì các bạn liên hệ trực tiếp shop qua đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu báo giá từng chiếc. Đây là những chiếc xe là có giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh hết nha các bạn. Đây là xe cũ đã sử dụng rồi. Nhưng mà có giấy tờ đầy đủ hết chứ không phải là xe thanh lý. Xe thành lý là nó khác nữa nha các bạn. Còn đây là xe cũ à, đã sử dụng Nhưng mà giá thì vẫn rẻ thôi Chứ không có, có cao như à, ở các nơi nha Tại vì à, chỗ, ở đây thì anh Cường thì anh nhập xe giá rẻ Thì anh sẽ bán cho các bạn là giá rẻ à, Như vậy thôi chứ không có gì hết Tất cả xe đây đều là ship hết toàn quốc Cho các bạn là nhận xe mới thanh toán nha Không phải cặp cạch gì hết à, Các bạn tự liên hệ qua facebook của anh Cường ở cái phần giới thiệu của con nha à, cái chiếc uh, Sirius này là 2014 nha các bạn xe này uh, nói chung là khá là đẹp luôn nè các bạn các bạn nhìn các bạn có thể biết ấy. mới đẹp chiếc này thì uh, 8 triệu nha các bạn chiếc Sirius vừa rồi là 8 triệu nha à, uh, đây là cái chiếc uh, 67 số 7 nha các bạn số 7 thì hôm trước thì mình thấy cũng có nhiều bạn là hỏi mua số 7 thì nay mình cũng uh, nên là mình mới làm số 7 các bạn à, cái chiếc số 7 đây là mình cũng không phân biệt được là ring halo nha chiếc này thì 3 triệu rưỡi đó chính xác nó là 3 triệu rưỡi à, mình cũng không phân biệt được là ring halo thì bạn nào có mua được thì mua còn không mua được thì chọn xe khác chiếc atila này là một triệu rưỡi các bạn À, xe này rẻ quá nên là mình sẽ qua nhanh nha để còn tiếp tục đến xe khác nữa một triệu rưỡi Atila à, quay uh, and Far bạn xe này thì uh, cả vẹt nó đăng ký năm 2015 nha các bạn vẫn có giấy tờ đầy đủ hết tất cả các xe ở đây thì đều là có giấy tờ đầy đủ hết nha các bạn là giấy chính chủ luôn á là tất các bạn uh, mua xe thì sẽ làm giấy công chứng sang tên cho các bạn ok hết á chiếc này thì uh, 4 triệu rưỡi nha các bạn 4 triệu rưỡi Xe còn riêng nha Chiếc nào lô thì mình nói lô Mà xe nào còn riêng thì mình nói riêng uh, Sirius 2016 nè các bạn 2016 Chiếc này thôi chứ khỏi phải bàn nữa Nhìn thì không thấy nó trời suốt luôn nha các bạn Gọi là nhìn là không Không thấy nó trời suốt luôn uh, Chiếc này thì 11 triệu nha các bạn 11 triệu tất cả các xe đây đều là biển số tại thành phố Hồ Chí Minh hết nha các bạn. Thì à, cửa hàng của shop cũng à, trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Quang Trung Gò Vấp nha các bạn. Quang Trung Gò Vấp. Đó, các bạn xem cho nó kỹ kỹ lại một lần nữa nha. <laughs> Rồi, tiếp tục nữa nha là chiếc Sirot nữa các bạn. Xe này thì à, 2012 nha các bạn 2012 nói chung là cũng khá là lâu rồi chứ không phải là mới đây Nhưng mà nhìn chiếc xe thì các bạn cũng có thể biết được là xe đấy nó ngon hay nó dở Nó còn sáng còn đẹp hết Tất cả còn mới hết nha các bạn <laughs> Chiếc Sirius này là 7 triệu nha các bạn Xe này thì có bánh tâm như loại thanh đồng thôi Chứ không có thanh đĩa hay là bánh mâm gì nha Đó rồi tiếp tục chiếc uh, FYM Chiếc này là Elizabeth nha các bạn Elizabeth xe này thì năm uh, 5 triệu rưỡi nha các bạn 5 triệu rưỡi Vẫn có giấy tờ đầy đủ hết Chiếc này thì 2011 nha các bạn 2011 Cũng khá là lâu rồi đó các bạn Nhưng mà xe cũng còn đẹp Đi đứng cũng còn ok Xe này thì uh, Dần áo còn riêng à con thì có làm. Chiếc FPGA các bạn. Rồi tiếp nữa là cái chiếc uh, Sirius nha các bạn. Xe này thì uh, 2014 bạn. Cũng là bánh tâm, thanh uh, tháng thanh đầm thôi chứ cũng chưa có thanh đĩa. Màu uh, đỏ đen. Uh, chiếc này thì uh, 7 triệu nha các bạn. 7 triệu. tiếp nữa là chiếc quay Alpha các bạn, quay Alpha. À, chiếc này thì quay liên danh nha các bạn, chứ không phải là quay Honda chính hãng. À, nên là nó rẻ thôi, chiếc này chỉ có 3 triệu thôi nha các bạn. Quay liên danh nha. Quay Alpha liên danh á, chứ không phải là quay Alpha chính hãng nha. 3 triệu. Xe quay Honda thì nó chính hãng là nó khác nữa nha các bạn. Rồi tiếp đó là cái chiếc Vision bạn 12 triệu nha các bạn 12 triệu có giấy tờ đầy đủ hết Xe với ra, chiếc Vision này thì áo quần còn nguyên riêng bạn Máy móc thì vẫn còn riêng luôn chứ chưa có thay thế gì hết Xe còn cũng, cũng còn rất là đẹp Rồi Sirius nha các bạn 2015 à, Xe này thì bánh mâm Thân đĩa đồ đàng hoàng nha Chiếc này thì 11 triệu nha các bạn 11 triệu Có giấy tờ chính chủ sang tên đồ ok hết nha <laughs> Rồi tiếp tục đánh xe khác nữa nha à, uh, filter nha các bạn filter chiếc này thì 7 triệu rưỡi bạn 7 triệu rưỡi uh, nếu mà nói về cái dòng filter thì uh, nó cũng có những cái cái, ưu điểm mà cũng có cái nhược điểm nha các bạn ưu điểm thì nó cũng rất rất là lợi xanh nhưng mà nhược điểm của nó thì nó cũng hay hư lắm nó về cái dàn đầu nằm của nó nó cũng hay hư lắm nha rồi chiếc quay s xe này thì à, tăng trang lại xe này là của thanh niên các bạn của thanh niên đi à, nên là à, thanh niên đó thì cũng có tăng trang và sửa chữa lại rồi đó, nên bạn nào mà mua được thì mua nha chiếc này thì à, 4 triệu nha các bạn honda nha quay s đó. xe chính hãng nha các bạn mà có cái là tăng trang lại thôi À, F là 135 xe này thì cà vẹt nó 2014 các bạn cuối uh, của 135 luôn á à, trước này thì uh, 14 triệu nha các bạn 14 triệu có giấy tờ chính chủ rồi sang tên hết luôn nha chỉ có 14 triệu thôi à uh, Vario nha các bạn. Mình cũng uh, quên chiếc này là bao nhiêu nên là các bạn uh, nhắn tin qua shop nha để shop uh, tư vấn các bạn hỏi uh, cái chiếc Vario này Nhiều thì shop sẽ tư vấn. Thì nếu như các bạn có thắc mắc cái gì thì các bạn có thể bình luận ở dưới để uh, shop sẽ uh, giải đáp cho các bạn nha. Nếu như mà các bạn có thắc mắc cái gì nữa ở dưới đó. còn uh, các bạn muốn mua xe thì các bạn nhắn tin qua trực tiếp qua Facebook của shop à, <laughs> uh, Winner nha các bạn Chiếc này thì à, uh, 28 triệu nha các bạn Có giấy tờ đầy đủ hết Máy móc thì còn nguyên riêng hết nha uh, Thì uh, nếu như mà các bạn xem video mà chưa được rõ lắm Thì các bạn uh, uh, cũng cứ nhắn tin vào shop Để shop uh, gửi video Chứ hạn như bạn là bạn muốn xem cái chiếc uh, các bạn muốn xem cái chiếc SH này đây thì bạn nhắn tin vào shop cho em xem cái chiếc sh này nè ở trong cái video này nè các bạn thì shop sẽ gửi video cái chiếc này qua thì các bạn xem nếu như các bạn ok thì các bạn được em mua chiếc này thì shop sẽ tiến hành là chuyển tên chuyển hồ sơ gửi nói chung là gửi xe cho bạn làm hồ sơ gửi xe cho bạn thì ở đây hồ sơ là gì đâu thì có cái mẫu giấy làm cái mẫu giấy sang tên qua cho các bạn rồi. Bạn lấy cái giấy đó về giữ lại rồi. Khi nào bạn muốn sang tên cho các bạn thì bạn đem lên chỗ phòng công chứng á thì ở đó là các bạn tự sang tên. Rồi thì cuối video này mình cũng xin chào chào tạm biệt các bạn luôn nha. À.